Vâng, giới thiệu với quý vị và các bạn, bác nghệ nhân Nặng Tòa He. Vâng, xin chào bác nhé, bác là nghệ nhân Nặng Tòa He đấy ạ. Tôi như vậy là đã được thi nghệ nhân dân gian Việt Nam rồi. Vâng, đã được như vậy. Đông Hoàng Trung Hải quê ở Quỳnh Phụ này này tiếp này. Dạ vâng. Nên là các cái màu mè này không phải lấy thực phẩm đâu. Vâng. Lấy từ hóa chất là hỏng bàn tay mình ngay. Vâng. Lấy từ thiên nhiên hết. Vâng. Đấy. Đây là màu vàng này lấy từ bột kẹo hoa cành nhành, nước hoa hòe đấy cháu ạ. Vâng. Thế còn màu xanh lấy từ lá chầu không với lại lá dứa đấy. Vâng. Còn đây là gấc cà rốt, ớt cà chua. Vâng. Có muốn từ mực tím thì là bắt buộc phải lấy từ mực thôi. Vâng. Chứ còn không có cái gì là lấy từ mực hay là không. Nghệ nhân bàn tay vàng. Đây là giới thiệu với quý vị và các bạn. Đây là những con tòa he nghệ nhân đã sáng tạo ra. Xin chưa. Cái nghề tòa he là gốc là ở Tây. Vâng, đúng rồi, ở Phú Xuyên ạ. Bác giờ bác đang nặng con gì đấy? Đây là con siêu nhân. Vâng, đây. Đấy. Quay kỹ cho quý vị và các bạn xem. Tòa he. Vâng, đây là một môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, tòa he đấy ạ. Vâng. Môn này trước thì chọn con bé chen nhau xem, nhau bắt đầu vâng. Mua cầm về nhà, sau cũng đập cũng vỡ mà mình về chứ cả thân cũng vỡ. Anh không phải, đây là anh đo này nó có hỏng đâu. Đấy, thế là tài thoải mái chứ còn làm sao mà hỏng được. Đấy, đấy là cái nghề đập một cái ngày tài. Anh ngồi anh đập một cái. Tôi không đập. Đây là đập trực tiếp thì không bao giờ nó vỡ được. Không vỡ, anh mà đập anh ghé vào đây là tôi thua. Cái gì anh đập như thế là nó mỏi mà làm mặt bằng cũng thở hỏng đấy. Chèn nhau mua được con này là đứng tu nhà cầm về nhà. Bác làm cái nhà này được bao nhiêu năm rồi? Bác rất lâu lắm rồi, từ ngày hôm các bác phải học lớp 4. Được rồi. Bác phải đi học mới nằn mới các cụ ra. Vâng. Chứ không phải là già mới đi làm nặng được, cũng phải không có hẳn được. Này nghề quá lâu. Điêu luyện không? Các bác nhìn thấy điêu luyện đó. Rất nhanh và rất nghệ thuật. Nghề cực gọi là khó làm đấy. Chỉ có cái là nó sẽ rất rắn, lạnh khi giá thì lại lấy nước ở phích đấy. Vâng, vâng. Đổ ra nhúng nó vào đến từ 1 cho đến 10 nhất nữa cơ. Thế là tóm cứ gửi xem còn nguyên mùn gạo còn đất luôn. Ăn được không? Nói thật, ăn là ăn được ngay, nhưng bây giờ người ta nói hết rồi, tay bác xoay thì sản phẩm cho nó kêu thôi. Chứ nó không phải xin cái độc hại. Nhanh chưa các bác nghe? 3 phút tác phẩm 3 phút mà đã gần xong. Nghệ thuật đấy. Đấy, xong rồi. Cho tóm lại tí. Tác phẩm siêu nhân đấy. Đấy, rất nghệ thuật. Cái nghề này giờ rất kêu là nghề đang thất truyền đấy. Thất truyền đấy. Em mà học là sư phụ để bảo tao chịu. Thế nào bà em cũng bỏ bác lặn cho một con à? Cục chúa. Cái này bằng bột hay bằng đất kia không? Anh ơi, đây hoàn toàn lấy từ bột gạo nếp hết. Nếp hết hoa vàng. Trước năm 82 đấy là người ta đói thì tay tôi pha bằng cái sáp 2 là còn ăn được ngay. Giờ thì người ta không ai đói nữa rồi. Thì là nhưng mà chơi nó bền lắm, chứ nó không hỏng được. Thỉnh thoảng mà này chơi lại lấy nước nhúng nó vào thì nó bền. Bền đúng không? Thì nó bền mấy năm. Như bông hoa này là phải chơi tầm khoảng được khoảng 2 năm rưỡi cho đến 3 năm. Nó khô, nó chỉ có co lại thì chứ còn nó không hẳn được. Co lại thì lại lấy nước ở phích rồi ra nhúng nó mà. Thế là nó cứ thế thôi. Rất điêu luyện và nghệ thuật. Nghề thất truyền đấy. Này giờ... Cái nhà bạc thì rồng rồng à? Rồng. Anh lào lên bông hoa này. Anh có thể tặng lễ mùng 8 tháng 3 này, 20 tháng 10 này, Tết này, Tết âm, Tết dương này, anh cứ mang đi.
Đấy xong rồi kèm thêm 500 nghìn vào đây nữa là đẹp. Đúng rồi, thế thôi, kẹp kẹp năm hai tờ 500 nghìn hay là một tờ cũng được. Giờ bác đang nặn cái bông hoa màu tím. Tức là bác quê ở đâu? Vâng, tôi ở Phú Xuyên. Tân Phú Xuyên. Vâng. Nhưng tôi như vậy là có người nhà đây cho nên là xuống đây phải đến gần nửa tháng rồi. À vâng, thế là bác ở Phú Xuyên ạ. Thế mà xuống Thái Bình đi các bác. Dạ. Đấy, bác ở Phú Xuyên mà xuống Thái Bình thì đang tòa hè đấy. Vâng. Đây là đất Quỳnh Phụ rồi. Thái Bình ấy các bác nhé. Nhà ngày xưa đúng rồi, người ta lại con tổ tem một chặng mà giống như kiểu các con gia súc con ăn được đấy. Mà ngày xưa nhớ là hình như 1.000 đấy, bé là cũng 1.000 đấy, 2.000 thôi.